Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Paladin. Và bây giờ chúng ta hãy chọn một vị tướng nào. Mình sẽ chơi con gì đây? Còn con này chúng ta chưa chơi nè. Và mấy nhỏ con gái. Chà. Thôi, chúng ta sẽ chơi những vị tướng sôi thịt trước đi. Là mấy thằng nào mà dây u thịt bắp á. Rồi sau đó sẽ chơi tới giống cái Chukino Resilient Shelter. Cũng chẳng biết chỉnh cái gì trong mớ đó. Weapon. Ồ. Đây là cập nhật mới nè. Có skin nữa hả? Mau. Rồi không có gì để chỉnh. Chiêu cuối. Rồi, weapon thoát điêu 100% damage to shield. 6% damage. Chà, không biết nên chọn cái gì nhưng mà mình thấy là mình sẽ để theo cái cơ bản. Three other modes. Có nhiều chế độ chơi khác nhưng mà lần nào vô cũng gặp toàn là thêm capture and see không à. Còn 6 giây. Và chuẩn bị. Như đây. Và Max Stark bắt đầu. Bên chúng ta có Fernando, bên kia có Grover. Có cái thằng xây trụ. Ghét thằng đó lắm. Giờ chúng ta hãy kiểm tra cái chiêu con này coi. Lên Stab là chiêu R. Rồi chiêu phải chuột, trái chuột. Trên Lightning Ultimate là Tempest hả? Rồi chiêu cuối là tạo một cái cơn bão điện từ. Rồi chiêu Q là hồi máu. Ok, bắt đầu. Chúng ta chưa có nâng điểm thì mình sẽ nâng điểm F1 trước đi. Chuẩn bị. Dòng, 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 dòng. Đi, đi. Capture point. Chúng ta ra ngoài đó nào. Có vẻ như không có ai. Hình như là đối phương đang xuất hiện. Đối phương đã xuất hiện. Đối phương đã xuất hiện. Ow, 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 ow. Rồi đó đang kéo máu. Rồi reload. Rồi hồi máu, hồi máu. Tô xong. Ôi da, ôi da, ôi da. Chạy, chạy, chạy. Ây da. Rồi tiến lên nào. Có ai có không có teleport hả? Thật à? Và điều gì đang xảy ra thế? Sao nó xuất hiện con chuột? Là sao? Khó hiểu, khó hiểu. Rồi chúng ta đang bị thua thiệt. Chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi bà con ơi, chiếm đi. Tên to tên. Con đó sao nhiều máu. Kéo không được máu nó luôn á. Ao 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 ao. Grover. Bắn nó không mất máu là sao? Nó là hắc xì vậy. Không có thấy cái teleport. Enemy double kill rồi. Cái gì? Wow. Chúng ta chưa có đủ để xài chiêu cuối. Nãy giờ chết hai mạng ngon ơ. Đâu rồi mới phát hiện. Mới phát hiện đang tấn công kìa. Là
là thằng này đánh ngon thiệt. Rồi chờ xíu hồi máu. Và chúng ta hãy ghê vậy. Hồi nãy có một cái bức tường, bởi vậy mình bắn không được. Cái thằng lùn tạo trụ á, ghét thiệt. Cái bức tường đó sẽ ngăn cản cái sát thương. Bây giờ chúng ta phải bước vào cái capture point thì chúng ta mới có cái điểm CP ở ngoài kia để có thể ép mấy lá bài mới. Và hãy coi từ từ. Ép 5 một cái. Ây da. Ao ao ao, nó biến gà. Nó biến gà. Chiếu không trúng. Chiếu không trúng. Rồi không được. Nó có tạo cái lớp khiên rồi. Giờ chúng ta phải chờ cái lớp khiên đó bể thì mới được. Đồng đội đó mất rồi. Còn hai con nữa kìa. Hơn là chúng ta đã chiếm được. Cái quan trọng trong phần chơi này là chiếm được cái CNG nhiều hơn. Friendly beacon destroy. Mất cái beacon. Nghĩa là mất cái teleport hay sao á. Mình cũng chưa rành lắm mấy cái đó. Beacon reset rồi. Nó đã quay lại. Cái teleport đã quay lại. Và thấy rồi. Đâu. Đang đánh. Rover hả? Rover. Ta sẽ hồi máu một cái. Rồi. Tiến lên. Màu tấn công cái bức tường đó. Chúng ta đang có lợi thế hơn. Và CNG chết rồi. À thá. Lấy cửa. Ít nhất lấy cửa. Không lấy được cửa. Rồi. Rồi creep on. Ao. Đồng quá. Tốt. Hashi. Rồi, thấy mấy em đó rồi. Và hãy cẩn thận nào. Hãy cẩn thận. Ta ra chiếu mấy cái tia đó cho con nhỏ. Mình biết là có cái thằng đó sẽ ra sau lưng mình. Cho nên mình sẽ đi theo Fernando. Bởi vì Fernando có khả năng bảo vệ chúng ta. Triple kill rồi. Không được, mất cái quá tra rồi. Được triple. Rồi bên kia còn có một điểm nữa là chiếm được cái chỗ này rồi. Ghê thiệt. Ê. Ta bị biến gà. CNG rồi. Rồi. Thấy mấy tụi nó rồi. Rồi cripple nó lại. Rồi, ta phải né cái thằng Pip đó ra một chút. Muốn chạy hả cưng, muốn chạy hả? Oh yeah. Chiều cuối ghê thiệt. Shaman ngon thiệt. Shaman này khá là mạnh đó nha. Gây destroy. Bây giờ chúng ta đã hạ gục được một vài vị tướng ở bển. Và chúng ta thấy mấy con tướng nó chạy ra rồi kìa. Chúng ta mau bắn mấy con tướng. Ta rỉa máu nhỏ đó. Có một nhỏ bên bển. Ow. Chạy. Rỉa máu. Flank ride. Ok. Con Pip nó đang bắn.
Giờ mau mau vô đứng phụ. Rồi đây 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 đây, chính xác. Để mình reload một cái. Rồi 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 rồi. Mau hạ con nhỏ đó. Nó đâu rồi? Hộp hộp hộp. Rồi. Unstoppable. Ghê chưa? Unstoppable rồi đó nha. Ow! Cái gì thế? Mình sẽ đi theo hướng này. À, ha, ha. Ê, ê, ê. Stay away from me. Thả diều tới chết luôn. Rồi, 1-2. Rồi. Chết luôn nè. Rồi, để đồng đội KS cái mạng đó rồi. Chúng ta đẩy vô tới trong nhà rồi đó hả? Ghê vậy. Rồi, về. Retreat. Quay về. Không biết là nó sẽ ra phía bên nào, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện. Trời ơi, hay quá. Ngay tại chỗ chúng ta chạy lợi luôn. Và đối hãy canh chừng đối phương. Rồi, ta thấy rồi đó. CNC the right. You have met Fernando. Tố tâm hồi máu. Hay quá. Cái thằng nhảy đó rồi. Rồi, enemy beacon destroy. Chúng ta hạ cái beacon đi để cho đối phương đừng có dịch chuyển ra ngoài. Và bây giờ cái gì mà tấn công ghê vậy? Có cây súng không à, không bắn cây súng đi nữa. Bắn xa tới bước đó không ta? Hình như là không dính. Bởi vì không có nghe tiếng. Đó, dính rồi đó. Immune. Rồi, chúng ta hãy đẩy vô cửa nè, chúng ta hãy cẩn thận ở phía sau lưng một chút. Và chỗ này Fernando. Cố lên. Rồi quay về. Ra khỏi đây coi đi. Retreat. Yeah. Rồi đối phương chặn đầu. Không có cho con nhỏ này chạy luôn á. Ê, ném búa kìa. Cẩn thận. Ow. Cái mạng. Giữ mạng. Không giữ mạng được. Và hãy coi bản tổng sắp một cái chúng ta gây được 1000 sát thương. Damage 26%. Ultimate 42% là chuẩn bị có cái Ultimate đó. Rồi, có dịch chuyển không? Hay quá. Ê, bắp gì vậy? Bắp lộn. Làm giờ phải chạy bộ. À, đối phương capture cái point đó rồi. Lần này chúng ta sẽ phải phòng ngự đây. Có thể. Rồi, biết mà.
mình sẽ đi ra phía sau của đối phương. Rồi con nhỏ nó chạy rồi. Chúng ta đang ở tuyến sau. Ultimate chưa có. Oh yeah, thấy rồi. Cứ từ từ. Rồi, chúng ta sẽ chiếu một cái nhẹ, một cái tia ở đó trước. Và có vẻ như đối phương chưa để ý. Ghê quá vậy. Ta phá cái thơ rạch đi. Rồi, đồng đội đâu? Đồng đội ra tới rồi. Chơi. Ơi. Chắc mình phải đổi nút quá. Lên ngựa với lại cái chiêu né đó. Thường hay bấm tự nhiên bấm ship cái nó lên ngựa. Chúng ta sẽ đổi cái nút đó lại sau. Thiệt tình, hôm nay thua ngược ta. Đầu trận ép dữ lắm đó. Không lụm. Cái này bấm lụm bấm B. Chúng ta mau ở giữa. Đối phương. You have to make Fernando angry. Hay quá. Một pha solo và chúng ta đã hạ được con nhỏ đó. Áo. Thằng Pip từ bên hông qua. Sau lưng. Rồi chiếm rồi, hay quá. Xin ra rồi. Let's make this interesting. 2-1. Chọi búa kìa. Bắt đầu, ra đây. X-God. Mau theo. Chúng ta sẽ đẩy thẳng vô cửa luôn. Enemy beacon destroy, tuyệt vời. Đối phương sẽ không dịch chuyển ra được. Và cái khẩu pháo nó vẫn còn rất là nhiều máu. Rồi thôi, chết đi cưng. Xong. Hả? Ghê thiệt. Trận này phải nói là ép quá ép luôn. Nó không có cái chỉ số hạ gục nên coi cũng không vui lắm. Hồi nãy được giết 7 mạng luôn á. Totemic Rescue và được Champion Chess. À đây rồi. Knock cao 28 mạng. Chết 7 lần. Killing Blow 28. Nghĩa là chúng ta hổ. Cái chính thức là mình hạ gục được 12 mạng thôi à. Và chúng ta tham gia đóng góp vô số mạng là được 28 nè. Rồi tiền và điểm. Rồi scoreboard này KO, knockout 28. Ồ, knockout 38 luôn, ghê thiệt. Điểm 1.800. Cassie dở quá vậy. Ở bển ép nát luôn á. Và đó là lối chơi của con Rock đúng không? Tên gì khó đọc thiệt cái chứ. Nó là con phù thủy. Rogue. Mình sẽ lên coi cách đọc của con đó lại sao. Giờ chúng ta hãy mở những cái loot chest nào. Auto loot đi. Để coi thử coi nó sẽ cho những cái card gì mới. Và Gale hả? Rồi gì nữa? Và Permaforce. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Ý Thiên TV bằng cách thích, theo dõi và chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.